Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật gửi đến anh chị và các bạn thông tin những chi tiết mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng Anh Vinh Auto. Địa chỉ đơn vị là số 16 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Các bác đang có nhu cầu tìm hiểu về các mẫu xe giá rẻ trong khoảng giá từ 200 đến 700 triệu thì hãy quan tâm hết clip này hôm nay nhé. Mở đầu đây thì em sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn thông tin chi tiết cụ thể về một chiếc xe Honda City, một chiếc xe mới về cửa hàng. Hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá 469 triệu, xe sản xuất 2019 phiên bản CVT. Xuống bên dưới đây thì em đã có một chiếc xe Kia Carnet. Với tầm giá của chiếc xe chỉ khoảng hơn 300 triệu thôi là anh chị bạn có thể sở hữu rồi. Thông tin chi tiết cụ thể một mẫu gầm cao 7 chỗ này thì các bác có thể liên hệ em. Em sẽ gửi cho anh chị và các bạn cái giá bán cũng như là các hỗ trợ để các bác có thể tham khảo và cân đối tài chính của mình. Đi xuống cùng dưới đây thì ta lại có một mẫu gầm cao 7 chỗ, số sàn, một cầu, máy dầu, Toyota Fortuner sản xuất 2015. Hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn trong khoảng loanh quanh 600 triệu. Một chiếc xe rất đẹp, chủ đi rất là giữ gìn. Mọi chi tiết vẫn giữ được độ hoàn hảo cao. Từ những hệ thống sơn si đến nội thất bên trong của chiếc xe, để anh chị bạn có thể yên tâm chọn lựa. Đơn vị có cam kết trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên các bác có thể yên tâm. Và đi sâu xuống trong cùng đây thì ta có một chiếc xe Toyota Camry phiên bản NE nhập Mỹ. Với chiếc xe này thì với mức giá bây giờ nó chỉ khoảng hơn 500 triệu là anh chị bạn có thể sở hữu chiếc xe sản xuất 2011 này. Với những đường led của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ hoàn hảo cao. Anh chị các bạn quan tâm hãy liên hệ em sẽ gửi thông tin chi tiết về mẫu xe Camry này để các bác có thể tham khảo và cân đối tài chính của mình. Đơn vị bán xe ra thì có cam kết trên văn bản và khuyến khích khách hàng mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba để kiểm tra đảm bảo an tâm cho quá trình sử dụng sau này. Lên trên đây thì em lại có một chiếc xe Mazda 3 phiên bản hatchback, có một ngoại thất là màu xanh, nội thất ghế da màu đen. Hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn chỉ với 469 triệu, giá này thì vẫn còn thương lượng và hỗ trợ giá khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Chi tiết cụ thể về mẫu xe thì các bác hãy liên hệ em sẽ gửi thông tin cụ thể cho các bác có thể tham khảo và cân đối tài chính của mình. Đi lên trên đây thì em lại có một mẫu xe bán tải để giới thiệu cho anh chị các bạn, đó là Mitsubishi Triton. Một chiếc xe của thương hiệu Mitsubishi với tính năng vận hành của chiếc xe rất là bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc Mitsubishi Triton em giới thiệu là phiên bản Mivec rồi, sản xuất 2021, nhập khẩu nguyên chiếc. Và giá đang giao bán với mức giá chỉ với 559 triệu. Giá này em còn thương lượng và hỗ trợ giá khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Trên đây thì ta lại có một chiếc xe Nissan Tira phiên bản 2.0 sản xuất là 2010. Nhập khẩu nguyên chiếc, một mẫu xe phân khúc hạng D hiện đang được bị giao bán với mức giá 330 triệu. Giá này thì vẫn còn thương lượng và hỗ trợ giá. Khi qua trực tiếp cửa hàng, anh chị và các bạn quan tâm hãy liên hệ, em sẽ gửi thông tin cụ thể video chi tiết để các bác có thể tham khảo và cân đối tài chính của mình. Một mẫu xe đăng ký vẫn biển 4 số, biển Hà Nội rồi. Lên trên cùng đây thì ta lại có một chiếc xe Toyota Yaris phiên bản nhập khẩu. Một chiếc xe nhỏ nhắn phục vụ đi trong phố, rất phù hợp với các chị em phụ nữ, biển số cũng rất đẹp, biển Hà Nội. Hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá 550 triệu. Giá này thì vẫn còn thương lượng và hỗ trợ. Xe có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Trên cùng đây thì ta có một chiếc bán tải của nhà Chevrolet, Chevrolet Colorado phiên bản NTZ sản xuất là 2018. Phiên bản 2 cầu, máy dầu, số tự động. Anh chị các bạn quan tâm hãy liên hệ em sẽ gửi thông tin chi tiết. Biển số của chiếc xe thì cũng rất đẹp, đáng để anh chị bạn chọn lựa. Với tầm giá rất hợp lý. Một mẫu xe của thương hiệu Mỹ, khung gầm chắc chắn, động cơ bền bỉ. Bên cạnh đây thì em đã có một chiếc xe trong phân khúc hạng B, rất là được định mệnh danh là thần thánh, Toyota Vios phiên bản 1.5G sản xuất 2019, lắp ra trong nước và đang giao bán với mức giá là 450 triệu. Giá này thì vẫn còn thương lượng và hỗ trợ giá cho các bác có nhu cầu. Thông tin chi tiết cụ thể về mẫu xe thì hãy liên hệ em sẽ gửi thông tin cụ thể cho anh chị các bạn theo dõi về mẫu xe này. Ngay bên cạnh đây thì ta lại có một chiếc xe Mazda 3 phiên bản máy 1.5 sản xuất 2016 và hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 450 triệu.
Dạo này thì vẫn còn thương lượng hỗ trợ xe đăng ký biển thành phố và chính xác là biển Hà Nội. Với những đường LED, hệ thống sơn si, nội thất của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp. Cùng tiến vào bên trong đây thì ta sẽ cùng tham khảo một số mẫu xe nữa tại cửa hàng. Đó là một chiếc Toyota Camry bản 2.5Q và một chiếc xe Mercedes-Benz C250 Exclusive sản xuất 2016. Với chiếc xe Camry 2015, Camry là 2013, một chủ từ đầu, đang giao bán với mức giá là hơn 505 triệu. Anh chị các bạn đang có nhu cầu hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi thông tin cụ thể. Và chiếc Mercedes-Benz C250 Exclusive này thì hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị các bạn chỉ hơn 800 triệu. Là anh chị bạn có thể sở hữu một chiếc xe cực kỳ đẹp với kiểu dáng thể thao, cảm giác lái tốt. Tổng quan chi tiết các bác có thể nhìn thấy qua. Và tiến tới một chiếc xe cuối cùng tại cửa hàng để anh chị và các bạn có thể tham khảo và cân đối. Thì em có một mẫu gầm cao 7 chỗ, máy dầu, đó là chiếc Chevrolet Trailblazer sản xuất là 2019. Hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá chỉ hơn 700 triệu thôi. Và vừa rồi thì em đã cập nhật các mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng. Anh chị và các bạn quan tâm hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình.